Cháu Trinh xin chào tất cả quý bác quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Bạn Lực. Đấy thì hôm nay 1, 2, 3, 4, 25 đấy, 25 triệu. Thế thì em một lần nữa cảm ơn các anh rất nhiều nhé. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh thợ nhé. Vâng. Chào Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị và khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Hôm nay khá là lạnh cô bác ạ, hôm nay thời tiết ở trên vùng cao thì hôm nay sẽ là hôm lạnh đầu tiên thôi. Hôm nay thì cũng sẽ gồm có cả bạn Trình Hoa Cải Vàng với lại các anh em thợ lên thì sẽ gửi cái phần quà tới cho các anh luôn đấy cô bác ạ. Đấy, các anh thì hiện tại là đang tới gần đến đây rồi, cả bạn Trình nữa. Đi xe xuống dưới luôn à anh? Chắc để đây thôi. Để đây thôi, tí anh em mình đi nó dễ dàng hơn một chút. Thôi, ấy hôm nay thì có vẻ như anh nào anh đấy cũng đều phải mặc áo phao rất là ấm, rất là to rồi các bác ạ. Lạnh quá. Hôm nay là hôm lạnh đầu tiên đấy anh nhỉ? Tối nay trong mưa phùn rồi. Đấy, em chào anh xí nhá. Anh gửi một lời chào tới các bác khán giả đi thôi. Cầm luôn anh, cầm luôn. Cầm luôn như này. Vâng. Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang xem kênh của gì nhỉ? Bản Em anh ạ. Bản Em. Hôm nay thì mấy anh em thì lên để xem cái nhà mà để bàn giao lại cái nhà của Lực ấy, của em Lực ấy. Đấy. Anh Xí thì anh chủ thầu của bác thì lúc nào mà lên, lúc nào mà nhận tiền thì anh mới lên thôi, còn không nhận tiền anh không lên. Đấy, còn đây là anh thợ cả của bác này, anh Vinh luôn. Xin chào các quý vị khán giả nhá, và xin chào các bà con đó, gọi là cũng gọi là được nghỉ vài ngày cũng được lên sóng rồi. Hôm nay mới được lên kênh. Đấy, còn tiếp theo là anh Vinh của bác, hôm nay anh Vinh thì mặc trên mình cái áo đỏ mà rất là đẹp luôn. Anh Thanh nhá. Anh Vinh thì vừa đi xuống rồi. Cháu Trinh xin chào tất cả quý bác quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Bạn Lực. Đấy thì hôm nay cháu Trinh có cùng với cả Bạn Lực là lên để mà gọi là bàn giao ngôi nhà cho ba ông cháu của bác. Ấy chưa bàn giao được, anh em mình chưa chỉ gọi là anh em mình chỉ là bàn giao hết cái số tiền còn lại cho mấy anh em thợ thôi. Đấy, còn là bàn giao thì chắc là phải đợi lắp cửa xong phải đợi tầm hơn tuần nữa thì mới bàn giao được. Thế là bây giờ phần cửa là vẫn chưa lắp đúng không? Phần cửa là chưa xong được. Đấy thì về cái công trình của ba ông cháu ấy thì cháu Trình cũng không có thời gian để mà lên thường xuyên đấy các bác. Thì ở đây là cháu Trình giao cho bạn Lực là bạn ấy ở đây làm. Và tiền công thì đợt trước cháu Trình cũng đã chuyển cho bạn Lực cũng như là tiền vật liệu còn thiếu ấy. Thì cho bạn ấy trả. Còn hôm nay thì cháu Trình lên có cầm nốt cái số tiền công còn lại để mà trao cho đội thợ các bác ạ. Thôi bây giờ đi xuống thì nhỉ? Đi xuống đi. Còn về cái khoản mà mấy anh em trao cho mấy anh em thợ các bác, khoản này thì là bạn Trình bạn ấy sẽ tự đưa luôn. Như hôm nọ là đợt trước là bạn ấy lên thì không có gặp anh em thợ thì có gửi cho cháu Lực các bác. Còn như về cái phần vật liệu đấy, cháu Lực còn thiếu bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã nói với bạn Trình rồi, bạn Trình đã gửi cho cháu Lực để hoàn thiện ngôi nhà cho ba cháu rồi các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về. Xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đây mấy anh em đi tham quan ngôi nhà một vòng nữa cô bác ạ.
nhà này có vẻ khá là tối anh nhỉ? Đẹp phết anh nhỉ? Cái kia đang xây để ấy à? Vừa không bằng mấy thì vừa là không có cái ông kia ông dưới đắt thật chứ đây này. Đắt nhỉ? 750.000 mà cái bồn này còn là bồn bé nhá. Trước anh mua cái bồn nhà anh ấy. Đây lấy ở nhà ông Thắng Hương, ông Hương ấy. Đúng không? Đúng rồi. Tức còn nước sơ ở lần nước lên xuống vùng ăn đang dùng cái này chứ chết bạc hà chứ. Chết bạc hà lên mà dùng được chỉ pí á. Chỉ pí còn lại chứ lại 3 pí chứ mê. Đấy nhớ rồi. 3 pí lên, mà lại pí của tao không hiểu mà nè. Hả? Không biết lạnh à Dư? Nhiều quá nhỉ. Đá này còn dư thì mấy nữa tận dụng làm việc khác anh. Láng cái này nhỉ? Đúng rồi. Láng cái bể đây này. Láng cái này là đi một nửa rồi, còn ở cái này thì ở đây. Hôm nay là hai anh thì vừa nãy gọi là vẫn đang đi làm ấy, chưa có thời gian lên kịp các bác ạ. Thì để ba anh gọi là thợ cả ở đây đúng không? Đúng rồi. Anh là Kai đúng không? Đúng rồi anh. Anh là đội trưởng đây. Anh chào quý vị khán giả nhá. Tôi nhận Kai xây ở đây với mấy anh em. Đấy. Đấy là cháu Trinh cũng như là chưa có hôm nào lên để mà gọi là có một bữa cơm với cả mấy anh nhờ. Gặp nhau ăn cơm cũng như là liên hoan bữa nào cả cô bác. Thế thì cũng mong các anh thông cảm nhé, tại vì em cũng ở xa ấy. Thì ok, mọi công việc ở đây là giao cho bạn Lực ấy. Thì cũng không có thời gian lên. Anh là tên gì nhỉ? Anh tên Sĩ. Sĩ ạ. Vâng. Đấy em là tên Trình. Đấy. Anh là tên gì anh? Anh tên là Thanh. Anh chào tất cả quý vị khán giả nhé. Đấy. Thì đợt trước đó Trình lên là cũng gặp mấy anh rồi. Thì cũng chưa có thời gian để mà ngồi với mấy anh ấy cô bác. Đấy. Chào các quý vị khán giả, tên đầy đủ của tôi, bản thân tôi là Vào Sao Vinh, là nói chung thì nhận lại chỗ thầu của đồng chí Xí, là hoàn thiện được về nhà được 2-3 hôm. Đến hôm nay thì mới lại thấy bản trình để lên quay trực tiếp ngôi nhà với đội thợ. Đấy, đội thợ ở đây thì cũng rất là vui tính luôn cô bác, và tôi Trinh cũng rất là muốn để lên trong cái quá trình làm nhà ấy, cũng muốn lên chơi với các anh nhưng mà do cũng có nhiều hoàn cảnh quá ấy, thì không có thời gian. Đấy. Ông thì không biết nói tiêu phổ thông của bác ạ. Hôm nay có vui không? Nghe phang phang. Phang. Phang rồi. Làm ngày ăn rất ạ. Ngày. Đấy ông thì khả năng là bây giờ về cái nguyện vọng của ông làm một ngôi nhà thì cũng đã làm cho một ngôi nhà. Như là cái nguyện vọng lớn nhất của ông thì cũng chỉ là muốn có một ngôi nhà thôi, bây giờ già rồi. Đấy. Còn phần còn lại thì sẽ cho hai Sử với cả Hải là cố gắng để chăm sóc ông thôi. Đấy. Khả năng là năm sau nữa thì ông không đi cày được rồi. Năm đây sau là... thì mọi trách nhiệm đều là dồn trên đôi vai của em Sử nhiều hơn đấy Sử nhỉ. Vâng. Đấy, cố gắng lên. Bây giờ thì cái ngôi nhà của mình đã có rồi. Đấy, bây giờ chỉ cái việc là hai anh em là đi làm xong là lo lắng được cho ông thôi, gọi là coi như là mình đã báo đáp được cái công mà trong thời gian qua ông đã quan tâm và lo lắng cho mình. Vâng. Đấy. Đấy, đây là bạn Lực. Cháu Lực cũng xin được gửi lời chào tới tất cả cô bác anh chị ở bên kênh Hoa Cải Vàng. Phải nói là khi mà hai anh em đi vào thực hiện cái ngôi nhà này, cái điều đầu tiên mà lo ngại nhất chính là cái điều mà đường vận chuyển từ bên kia sang bên này. Nhưng mà trong đó thì cũng được là hai anh em thống nhất với nhau và khắc phục mọi cái. Thì đến thời điểm hiện tại thì ba ông cháu cũng đã có một cái ngôi nhà khang trang và ngôi nhà mơ ước của ba ông cháu rồi cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng đi vào tham quan ngôi nhà của ba ông cháu một chút cô bác ạ. Đấy. Đấy thì hôm nay là lên mục đích của em là cũng lạnh Sử gửi lời chào tới cho các ông bà đi. Vâng. Cho xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đấy, trước mắt của quý ông bác anh chị đây là cái phần mặt tiền của ngôi nhà đây cô bác. Đấy, được các anh thợ là cũng thuê và trang trí rất là đẹp. Đây thì kể vào rồi là hai cái cửa sổ, cửa chính rất là to, ô thoáng. Đấy. Rồi phía bên này là phòng ngủ đây. Đấy anh mấy anh thợ là làm rất là đẹp luôn cô bác. Về cái ngôi nhà này thì
để xem là mấy nữa có thêm kinh phí không thì làm cái sân mái hiên này. Cái mái hiên ở đây đúng không? Bây giờ mà bắn mái tôn ra là nó lại che đi hết mấy đúng rồi trang trí nhỉ. Nhưng mà nếu mình làm là che hết thế. Để mưa không hát vào trong nhà ấy thì có thể là vẫn phải làm thêm ấy. Còn bây giờ Trinh sẽ đi vào bên trong không gian nhà. Phòng khách này là rộng bao nhiêu? Phòng khách là rộng là hơn 2 mét. Đấy, phòng khách là rộng hơn 2 mét. Còn chiều cao thì là 2m17. 2m17 đúng rồi. À. Như anh Vinh thì anh là người mà thực hiện công trình từ đầu cho đến thời điểm hiện tại thì anh có thể là nói sơ qua về cái ngôi nhà cho khán giả trên kênh Hoa Cải Vàng cũng biết được không anh? Vì cái nhà ấy, trong phòng khách này thì bây giờ nó rộng là 25m2 đấy, trong lòng trong vòng phòng khách ấy. 25m2 phòng khách đây. Thì em có thể là quay một vòng cái phòng khách này. Đấy, rồi phía trên này các anh thợ làm rất là kín rồi các bác. Còn là về phòng khách ấy, thì lúc đầu mà định làm là 2 cái cửa sổ thôi, nhưng mà xong đó thì được thời gian là khi mà mình chia sẻ lên trên kênh ấy, thì các bác và khán giả cũng nói rằng là nếu mà làm như vậy thì ngôi nhà nó hơi tối một chút, hơi thiếu ánh sáng ấy, thì tôi mở thêm là 2 cánh cửa sổ đằng sau, và tất cả cái cánh cửa sổ đằng sau thì nó đều là 80 x 60 cả. Thưa bác, là về cái vào dân tộc Mông với các bác thì không làm bằng thờ thờ cúng gì cả, cho nên là về cái cửa sổ đằng sau thì mình cũng có thể mở ra. Đấy. Ví dụ như dân tộc Nùng ấy thì có thể là đặt bàn thờ, nhưng mà ba ông cháu là không đặt bàn thờ các bác nhé, không làm bàn thờ gì cả, cho nên là sẽ mở cửa sổ đằng sau cho nó thoáng một nhà. Đấy. Ở đây là phòng ngủ này, ui phòng ngủ là có 2 cửa sổ nữa thì đúng rồi, phòng ngủ bên này thì đầu tiên thì định làm một cái cánh cửa sổ ở bên này thôi, nhưng mà sau đó thời gian chia sẻ lên trên kênh thì các bác cũng nói rằng là mình nên mở thêm một cánh cửa bên hông ấy, thì đề phòng là mình nhìn trộm như chiếc ấy vào. Phía trên này thì cái phần mái ấy quá thì canh thợ đổ ra đây để trang trí phía bên ngoài ấy. Cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là rộng rãi luôn, phòng ngủ này rất là thoáng. Như hôm nay thì ở cái nhà đấy các bác là thời tiết rất là âm u và kiểu ánh sáng gần mưa đấy các bác, nhưng mà đứng ở bên trong nhà là cũng vẫn có thể là mình sinh hoạt được sáng, đủ ánh sáng. Rồi còn là về cái phần cửa sổ chắc độ tầm tầm 2-3 hôm nữa thì mấy anh em bên cơ khí thì người ta mới thi công xong cái phần cửa, cái phần chính. Còn những cái cửa bên này thì tôi nghĩ là sẽ không có lắp nữa. Đấy, tại vì là mình đã có cửa là cửa chính ở đây rồi, với lại cửa bên kia rồi, cho nên là mình sẽ không lắp cái cửa này nữa. Còn đây là cái phòng trong thứ hai này. Đấy, hôm nay thì bạn Trình lên thì thứ nhất là cũng là về xem lại ngôi nhà của ba ông cháu một chút, và thứ hai thì sẽ gửi nốt cái tiền công thợ cho mấy anh em thợ luôn cô bác. Và còn một tí nữa thì chắc mấy anh em cũng sẽ phải là đi xuống ấy là liên hoan một chút cô bác. Hôm nay thì ở trên xã Giáo Lực thì cũng là một cái hội chợ và cũng có tháng cố ấy, thì mấy anh em sẽ đi luôn cô bác ạ. Sử thì không lạnh à? Không. Mặc áo ấm vào đi. Anh Hải quay chào con bà đi. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hải thì có vẻ như là tóc hơi dài của bác, mấy hôm nữa thì là phải cắt rồi. Ôi dè xít á, tôi tung cái lớn áo này. Vừa rồi cháu được hỏi ông bảo là có lạnh không, thì ông bảo là không có lạnh, bảo là áo khoác mà trong thời gian qua các bác gửi cho thì đeo hết sao không mặc. Trên này là đổ mái luôn đấy nhỉ? Đổ mái hiên tây luôn đấy trên đấy. Kia là dầm. Bây giờ cái cửa này rộng bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Rộng 2m. 2m? Thế là quá là rộng rãi rồi. Ở trong nhà một cửa ra là thoáng một nhà luôn. Bây giờ là mùa đông, mùa hè là khả năng sáng lắm ấy nhỉ? Đúng rồi. Cũng cần được điện luôn ấy. Còn đây là bên ra là phòng bếp rồi. Bếp rất là rộng luôn. Bếp cái lúc đầu mà mới làm lên đấy thì không nghĩ là nó rộng thế đâu, xong rồi quá trình mà mình hình thành những cái thời điểm như vào trong nhà thì rất là rộng. Ở đây thì phần bếp này thì mấy cái đồ này thì chưa có bảo hoàn thiện mấy, cho nên là vẫn còn để đây ngổn ngang, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm được, thông cảm cho cháu Lực. Hiện tại thì mấy hôm nữa thì cháu sẽ đi tất cả mọi cái vào hoàn thiện, thì cháu Lực sẽ đi đường nước với đường điện, là lúc đấy thì anh em sẽ thi công sau đấy, đường đấy. Đây là cái bồn rửa bát.
rồi là bàn chặt, rồi bàn đặt bếp ga. Đẹp luôn quá. Rồi phần không gian bếp này có thể ngồi để ăn cơm được rồi. Đấy, mâm thoải mái. Mâm, bao cháu là tha hồ. Đấy, rồi đây là cái bếp lò. Đấy, cái bếp lò là thiết kế rất là gọn gàng luôn các bác. Đứng ở đây là không hề vướng tí nào cả. Được cái bếp lò ở trong nhà chỉ nấu cơm thôi thì mình làm cái lò. Đấy. Bây giờ thì có vẻ như là 5 giờ các bác, cho nên là hơi tối một chút. Đấy, cái phần máy ở trên này ấy, thì không sợ là nó bị rột gì cả, bởi vì là những cái ngóc ngách ở trên này thì và phần phía bên trên này thì tôi đã dùng xi để bịt lại hết rồi. Đấy. Đây là máy pro. Còn đây là công gian nhà vệ sinh với cả nhà tắm. Những cái đường nước thì để chưa lát đâu ra. Đấy, ngôi nhà thì cháu Lực đã chia sẻ lên kênh khá là nhiều rồi, cô bác anh chị đã cũng nắm rõ được rồi. Đấy, hôm nay thì hai anh em lên thì cháu Lực cũng muốn là ghi hình lại luôn cô bác. Như Sử thì vừa nhuộm lại tóc à? Hay là vừa cắt đấy? Tắm xong à? Vâng. Phải chú ý cái sức khỏe của mình nhá, mặc áo ấm nào. Đấy, như hôm nay các anh lên thì ai cũng là đều mặc cái áo phao rất là dày đặc rồi. Đấy, còn Hải thì cũng phải mặc thêm cái áo phao nhỉ? Vâng. Hôm nay thì ở nhà làm gì? Nói cho anh em nào. Sáng nay thì ở nhà thì đi lấy cỏ cho cháu ăn thôi. Lấy cỏ cho cháu ăn à? Vâng. Ôi, ở đây là cô bác này ở ngoài này sương mù khá là dày luôn cô bác bây giờ ấy. Bây giờ thì chuẩn bị là vào mùa đông rồi. Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm đầu tiên mà bước vào mùa đông với cô bác ạ. Bây giờ thì bạn Trình đang đi tham quan cái ngôi nhà một chút cô bác. Thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Cái ngôi nhà của ba cháu thì cháu Lực đã ghi hình lên rất là nhiều rồi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng lên là bảo với lại ba cháu là vận chuyển cái phần là cắt là đi ra bên này hết rồi cô bác này. Ở đây thì bây giờ một cái khoảng sân mà nó khá là rộng. Ngày mai ngày kia thì còn cái đá này cô bác, cái đá này thì cháu Lực sẽ không có vận chuyển, chắc là không có vận chuyển đến đâu nữa. Tại vì là nó không có chỗ để rồi cô bác ạ. Đấy, có thể là xúc ở đây là cái phần ở bên này này, ra bên này một chút thôi. Còn là cắt thì hiện tại là còn là dư khá là nhiều các bác. Ở đây thì nó gồm là cắt tổng hợp với lại đá nữa, mọi cái rồi. Cho nên là nó còn là dư ra nhiều một chút các bác. Đấy, bây giờ thì khi mà hoàn thiện vào xong, hoàn thiện ngôi nhà của ba cháu thì dư nhiều nhất là cái cắt xay với lại bột đá thôi các bác. Bây giờ thì đợi bạn Trình tham quan ngôi nhà một chút thì cháu Lực sẽ cùng bạn Trình là trao cái số tiền còn lại cho mấy anh em thợ các bác ạ. Tí nữa là 5:30 rồi đây không nhìn thấy gì à? Mùa này ấy, mấy hôm nữa còn lạnh nữa. Vâng. Đấy. Đấy, quá trình của mấy anh thợ lên đây làm cũng rất là vất vả luôn. Tại vì là hôm nào cũng hầu như là hôm nào, tối nào, tháng nào cũng sương mù ấy nhỉ. Cắt với lại cắt với sỏi thì vẫn còn dư nhiều, thì phần dư thì sau này sẽ để lại cho gia đình là làm như ở chuồng trại một cái luôn đấy, có thể đổ phần dưới phần nền đấy. Còn là bây giờ còn phải làm hoàn thiện cái phần sân này nữa mà. Còn là sân thì xem thì mấy nữa mình đi vào hoàn thiện tất cả mọi cái khung cửa sổ xem là cái tiền quý còn dư ra bao nhiêu thì mình mới dám là lại mua thêm xi để làm được. Đấy thôi, bây giờ là em mời các anh ra đây để cộng tiền nhỉ. Còn phiếu của các anh bao nhiêu? Tranh thủ trời có đang sáng bác, không chú nữa tối thì không nhìn thấy gì đấy. Còn hôm nay được Trình lên thì về cái ngôi nhà mới của ba cháu thì cũng chưa có đồ đạc bắt đũa gì thì không thể mà làm một bữa ăn ở đây được. Và nhà của ba cháu thì ngôi nhà cũ ấy, thì rất là bé, cho nên là tạ bản lực là sẽ gọi là làm một bữa liên hoan ở xã nhỉ. Đúng rồi, ở hôm xã. Hôm nay ở xã là có chương trình gì nhỉ? Hôm nay ở xã thì người ta cũng mở một cái hội chợ như là ẩm thực ăn uống gì đúng không anh xí? Đúng rồi. À, anh ngồi đây, anh ngồi đây. Ẩm thực ăn anh uống. Vinh ngồi đây. Anh ngồi. Tất cả đây. Anh ra đây ngồi xem nào. Đấy, hôm nay là ngồi tụ họp lại với nhau nhỉ. Nào, Sử ngồi đây, Sử. Đấy thì bây giờ cháu Trinh sẽ
tổng xem là những cái chi tiêu của ba ông cháu đến thời điểm hiện tại là chi những gì rồi các bác nhé, và còn thiếu bao nhiêu tiền công của giới thợ nữa. À, về cái tiền công của đối thợ đấy thì hôm nay giáo trình sẽ ra trả nốt của bác nhé. Và giáo trình sẽ thông qua một chút về những cái tiền mà giáo trình đã chi tiêu, về cái tiền cung cấp nhu yếu phẩm cũng như là mua những cái đồ dùng cho ba ông cháu thì hết 13.380.000. Và bắt đầu tính đến những cái tiền mà trả vật liệu rồi trả tiền công thì giáo trình sẽ tính vào để thông qua. Sau đó thì ở đầu cái thước phim này giáo trình sẽ làm một cái danh sách để mà thống kê tất tần tật những cái chi tiêu của bác nhé. Vào ngày 26 tháng 10 2023 thì giáo trình có trả tiền xăng để chở cát là 1.130.000. Đấy, tiền xăng chở cát này thì giáo trình chuyển cho bạn Lực để bạn Lực trả, tại vì là hôm đấy là giáo trình không thời gian lên, đúng không bạn? Đúng. Đấy. Còn về ngày 11 tháng 11 năm 2023 thì giáo trình trả tiền công cho đội thợ là 15 triệu. Đấy thì hôm đấy là giáo trình có lên đến tận đây để mà trả tiền công cho đội thợ nhưng mà không gặp đội thợ ở ấy. Thì có trao lại cho bạn Lực, bạn ấy cũng trả rồi. Đấy, vào ngày 21 tháng 11 năm 2023 thì giáo trình có đưa tiền cho bạn Lực là trả tiền vật liệu là hết 55.445.000. Đấy. Còn bây giờ là đội thợ là trả 15 triệu rồi này. Bây giờ là còn là thiếu là 25 triệu tại vì là cái lúc làm hợp đồng ấy thì là tôi đã gửi đội thợ là 5 triệu trước rồi. 5 triệu trước rồi đúng không? À, là tổng là 45 triệu đúng không? Đúng rồi. 45 triệu các bác ạ, thì cháu Trinh trả 15 triệu rồi và bạn Lực có trả 5 triệu nữa là thành 20 triệu. Thì bây giờ chúng cháu còn phải trả là 25 triệu nữa. Thì về cái tiền công của đội thợ ấy thì cháu Trinh sẽ là người trả. Và hôm nay cháu Trinh lên thì cũng có cầm theo tiền, còn số tiền còn lại là 25 triệu để mà trao cho đội thợ các bác ạ. Đấy. Thì bây giờ là còn trả lại cho các anh là 25 triệu nữa là hết rồi đúng không? À. Đấy thì hôm nay là rất là mong các anh thông cảm tại vì là bây giờ cũng khá là muộn rồi mà vẫn có các anh lên. Đến đây thì em cũng cảm nhận được cái sự nhiệt tình của các anh. Đấy. Thì rất là cảm ơn các anh khi mà đã dùng hết cái tâm huyết của mình để hoàn thiện ngôi nhà cho ba ông cháu. Đấy, coi như là mình vừa làm vừa giúp thôi. Yeah. Em thì cũng kiểu là cũng không có tiền thì giúp bằng cách chia sẻ, còn anh thì phụ giúp làm, thế là vui rồi. Đấy, còn bây giờ cháu Trinh sẽ đếm và trao cho anh các bác nhé. Ba, ba, bốn, năm, anh đếm nhé. Triệu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 triệu. 1, 2, 4, 5, 7 triệu. 1, 2, 3, 4. Cảm ơn các anh rất nhiều nhé. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh thợ nhé. Vâng. Vâng. Đấy, anh. Đấy, hôm nay là còn thiếu hai thành viên nữa thì
thứ nữa sẽ xuống xã để tổ chức một bữa cơm, sau đó thì gọi cả đội thợ lên bác ạ để tổng kết đấy. Còn bây giờ thì di chuyển đi xuống thôi nhỉ, bây giờ đi xuống thôi nhỉ. Đấy, bây giờ Sử mặc cái áo khoác vào một chút nhé. Đây, và nói là cũng rất là mong có ba anh chị là thông cảm cho cháu Lực với lại bạn Trình. Đáng nghe ra là mua thức ăn lên đây ăn thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà do là bây giờ bát đũa cũng không có, cho nên là mấy anh em cũng có đi xuống dưới và cũng tiện thể luôn là quay một cái phiên chợ cũng như là ngày hội chợ cho tất cả các bác anh chị là cùng nắm, chả cùng biết luôn các bác. Và bây giờ thì anh em mới đi thôi nhỉ. Hey. Ăn gì đấy? Ăn bánh à? Vài lô. Ui, mơ chăm luôn á? Chăm luôn á. Chăm luôn á. Bây giờ thì mấy anh em chuẩn bị là vào ăn được quá. Hôm nay sẽ là cái bữa mà tổng kết là gồm có cả mấy anh em nội thợ với là cùng bạn Trình nữa. Hôm nay thì có cả anh Minh Khương TV nữa không bác? Chào bác nhá. Trường không biết đi đâu. Bác bảo không lên rồi cứ gọi lên rồi nói thế rồi về bây giờ ấy. Từ ái luôn được. Đây. Đây đây đây. Chào đón làng hoàng nhưng mà mày bảo từ đâu lại lên thì Sử đi lần không phải rụt rè nhá. Các chú thì gặp suốt rồi, chẳng qua là khác cái địa điểm thôi. Đây, cái bát này thì là cái bát từ thời xưa của bác này. Bát này để dành cho ăn cho thằng cố hay không ấy. Nó bị xước xước tí. Bát thằng cố ngày xưa nhá. Bát này bát của ngày xưa. Nào Yến này, bát đây. Cho anh chị cái kia đi nhỉ. Nhiều ơi, có cảm năng không hiểu. Năm đúng không? Đó, đúng rồi à? Đúng rồi. Vitamin. Đúng rồi, đúng không? Thế này thì về cái áo này hỗ trợ vân ít lắm. Vitamin cũng nhiều. Gần như là một năm thì có tầm mà là một hai buổi thôi là hỗ trợ ấy. Tại vì là xá này thì cũng rất là xa thị trấn. Ồ, bỏ luôn là vào đây luôn không anh? Đúng rồi. Đúng đúng rồi à? À. Quá chín là rồi. Cái đây. Đông rồi. Xem cho tí ớt đi, bố trí tí ớt đi. Đây ớt đây anh. Anh ơi cho thêm đi anh. Thêm bớt đi chứ. Thiếu hai anh nữa anh nhở? Hai anh kia chưa lên hả anh? Thiếu hai anh nữa. Còn một anh về đây rồi, còn một anh chưa về. Còn một anh chắc bị đau chân ra. Một anh nữa là... Đâu rồi anh? Anh kia về đây mà. Về đây rồi. Đang lên rồi. Ê, ông thì hôm nay mặc cái áo được bác Tiên gửi cho của bác này. Áo này như rất là ấm luôn các bác, áo này đấy. Hải ngồi gì vào trong nhá Hải nhá. Mất tiền cái này, hai cần hẳn. Đấy, bây giờ thì trước khi vào ăn là anh dặn là làm gì? Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Này ăn vàng. Anh Khương ơi. Đấy. Nước mắm à? À ớt à? Ôi. Anh Xí ơi, anh giọng to gọi chủ quán cho xin thêm mấy cái bát đi. Bát cái chén nữa. Đúng rồi. Sử đã ăn thắng cố được bây giờ chưa? Hả? Ăn thằng cố được bây giờ chưa? Hả? Nào bây giờ Sử mời con có bàn cơm đi. Rồi. Rau
Tí hết lại gọi thêm thôi. Tí để rau nó héo. Vậy bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm với bác nhé. Hôm nay thì chắc chắn là không thể thiếu đi một hai cái chén rượu được rồi. Bác. Đây à. Đấy. Hình như là nước chấm còn thiếu sao anh ạ? Mấy trăm mét rồi. Ôi thoải mái, anh có giường ngủ cho đàng hoàng. Anh cho em tí bắt muối anh. Hơi mặn lắm. Thử nước canh xem. Nó mà xin ạ. Ôi vừa rồi, vừa rồi. Ở đây thì gồm có cả lòng với lại sách này. Thế mà cả gan nữa này. Cái tí ăn nhúng này lực ạ, tí dai lắm đấy. Vâng anh. Gọi là vừa chín là mình ăn luôn đúng không? Anh em chỗ này là dùng để nhúng thì tranh thủ là gắp luôn nhá. Đấy, còn là bây giờ thì mấy anh em mình cầm ly cái nhỉ? Trình anh ngồi đi bạn. Mấy anh em đi nhỉ? Anh em nhá. Trình các bạn ngồi đi. Đây, mời anh Dương nhá. Rồi mời anh Minh Khương nhá. Anh em nhá. Mời anh nhá. Bạn là Gamen cũng phải mời em nhá. Mời các bác nhá. Điều khiển từ xa thôi nhỉ. Đấy, hôm nay mời mấy anh em nhá. Đấy, hôm nay là cái bữa mà tổng kết thứ hai là gồm có cả bạn Trình nữa. Đấy. Đây, mời mấy anh em đi. Ôi, nhưng mà mấy cái loại thịt nạc cho ông thì chắc ông không ăn được đâu, răng kém này. Ăn uống cùng với cả anh em sợ. Chính chứ bạn đưa tay, cứ mua chính chứ bạn. Rồi mời mấy anh em đi. Vâng, anh ăn đi anh. Ăn đi. Ăn nhá. Hát từ nghe nhá. Lâm ăn đúng rồi, tự nhiên lên Lâm ăn luôn. Ăn xong là đi đánh đi ăn nhá. Cái bún mà nó cứ là hai. Láo này mời tao. Ôi, anh hay. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói là hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em các bác. Bây giờ thì mấy anh em cũng sẽ là đi vào ăn cơm đấy các bác. Xin chào các bác anh chị.